Minh Đường Tử Vi xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn đón xem Tử Vi 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 và theo âm lịch, hôm nay là ngày mùng 8 tháng 9 năm Canh Tý. Ngày này là ngày Canh Tý, tháng Bính Tuất năm canh tí và ngày hôm nay là ngày Hắc Đạo, các giờ hoàng đạo trong ngày như giờ Bính Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Kim Quỷ, giờ Đinh Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Bạo Quang, giờ Kỷ Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Ngọc Đường, giờ Nhâm Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Tư Mệnh, giờ Giáp Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Thanh Long giờ ất dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc minh đường. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, bích thượng thổ, ngày canh tí, tức can sinh cho chi, có nghĩa là kim sinh cho thủy, và hôm nay là ngày cát các bạn nhé. Về nạp âm, bích thượng thổ, kỵ tuổi, giáp ngọ, bính ngọa, bính ngọa ngày thuộc hành thổ khác với hành thủy, đặc biệt là tuổi bính ngọ, nhâm tuất thuộc hành thủy không sợ thổ. Ngày tý lục hợp với sửu, tam hợp với thìn và thân thành thủy cục, xung với ngọ, hình mão, hại mùi, phá dậu và tuyệt tỵ các bạn nhé. Vài tuổi xung khắc trong ngày, tuổi nhâm ngọ, bính ngọ, giáp thân, giáp dần. Tuổi xung trong tháng, tuổi mạo thìn, nham thìn, nham ngọ, nham tý và nham tuất. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao thiên phú, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, khai trương, mở kho, nhập kho, an táng. Sao thiên quý, tốt mọi việc, sao nguyệt ân, tốt mọi việc, sao minh tinh, tốt mọi việc, sao lộc khố, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, giao dịch, sao phổ hộ, hội họ, tốt mọi việc, nhất là cưới hỏi, xuất hành, sao dân nhật, thời đức, tốt mọi việc. Các sao xấu trong ngày cũng có, bao gồm sao thiên ngục, xấu mọi việc, sao thiên hỏa, xấu về lập nhà, sao thổ ôn, kỵ xây dựng nhà cửa, đào ao, đào giếng, tế tự, sao hoàng sa, xấu đối với xuất hành, sao phi ma sát, hay còn gọi là sao tai sát, kỵ giá thú, nhập trạch, sao ngũ quỷ, kỵ xuất hành, sao quả tú, xấu đối với cưới hỏi. Và các hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng tây bắc và tài thần, hướng tây nam. Tiếp theo, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 như sau nhé. Từ vi tuổi Tý thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Tý trong ngày này, bạn đang gặp ngày có chính quan chiếu mệnh dù là ngày cuối tuần với bạn nhưng chẳng được in thân hết việc này tới việc khác quấn thân bạn đoạn và bạn tuổi tý bạn mệnh đã cố gắng sắp xếp để được nghỉ ngơi nhưng không được đâu nhé. cái guồng quay công việc khiến cho bạn tuổi tý không thể nào thoát ra được và bạn mệnh tuổi tý chỉ biết đành cố gắng hết sức để có thể giải quyết được những cái vấn đề cấp bách nhất còn mọi việc khác sẽ để sang tuần sau đó bạn tuổi tý nhé và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tý á cái vận trình của bạn cũng đang gặp ngày có thủy khí vượng cái điều này làm cho sức khỏe của bạn mệnh lại không được tốt cho lắm sức khỏe của bạn bị suy giảm rõ rệt và bạn tuổi tý bạn cần phải cân đối lại thời gian làm việc và nghỉ ngơi sao cho hợp lý nhất là những bạn đang có tiền sử về bệnh thận lại càng cần phải cẩn thận hơn nhé về tử vi tuổi giáp tý thuộc kim, sức khỏe có vấn đề. Tử vi tuổi bính tý thuộc thủy, áp lực gia tăng. Tử vi tuổi mậu tý thuộc hỏa, không được nghỉ ngơi cần thiết. Tử vi tuổi canh tý thuộc thổ, nên cân đối thời gian làm việc. Tử vi tuổi nhâm tý thuộc mộc, công việc bận rộn. Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 4 sao quân số may mắn số 3 số 7 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường màu xanh lục màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Dậu tuổi Thân tuổi Tỵ Tử vi tuổi Sửu thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Sửu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Sửu trong ngày này bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Sửu tí nhị hợp cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong ngày hôm nay lại có phần được tốt đẹp. Bạn và người ấy đều cảm nhận được cái sự quan tâm của đối phương dành cho mình và chị nghĩ đến cái việc chia cách nhau thôi cũng đủ khiến cho bạn cảm thấy đau lòng đó bạn tự xỉu nhé. Có nhiều chuyện xảy ra, rông rúa không ngừng, nhưng bạn vẫn cố gắng để giữ gìn hạnh phúc gia đình, tình cảm chân thành, có thể chứng minh cho tất cả, đừng có buông tay vì bất kỳ cái lý do nào bạn tự xỉu nhé. Nhưng trong cái vận trình ngày thứ bảy này, đối với bạn tự xỉu, bạn lại đang gặp ngày, có thủy khắc với thổ cho nên đối với những bạn còn độc thân vẫn chưa tìm được bến đỏ cho mình Và bạn tuổi xỉu bạn đang cảm thấy thiếu đi cái sự an toàn để bước chân vào cái mối quan hệ mới Và với bạn tuổi xỉu hiện tại bạn cũng đừng quá gấp gáp Bạn hãy cho trái tim mình có thời gian được nghỉ ngơi bạn tuổi xỉu nhé và tử vi tuổi ất sửu thuộc kim tình yêu thăng hoa tử vi tuổi đinh sửu thuộc thủy chưa tìm được người thương tử vi tuổi kỵ sửu thuộc hỏa có những vấn đề chưa giải quyết được tử vi tuổi tân sửu thuộc thổ cần hiểu và thông cảm cho nhau tử vi tuổi quý sửu thuộc mộc đừng để lỡ mất hạnh phúc đoạn về đánh giá của bạn tuổi sửu trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 1, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi dần trong ngày này bạn đang có được cái sự báo hiệu may mắn lớn trong cái chuyện tình cảm của mình nhé với bạn tuổi dần bạn sẽ gặp được người mình thương trộm nhớ sớm và bạn đừng có quá lo lắng về cái chuyện tương lai nữa nhé trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi dần bạn cũng đang gặp được ngày có thủy dưỡng chua mộc những cái khó khăn nào cũng có thể giải quyết được. Chỉ cần có tình yêu, dù bên nhau mà không có tình cảm thì cũng đừng nên níu kéo. Còn nếu để đã xa nhau nhưng trái tim vẫn thuộc về nhau thì đừng có buông tay bạn tự dần nhé. Và bạn tuổi dần trong ngày này rất có thể bạn mệnh sẽ nhận được những lời tỏa tình dễ thương từ người theo đuổi mình đã bấy lâu và nếu như bạn cảm thấy đôi bên có thể vun đắp được cho tình cảm phù hợp nhau nhiều hơn về phương diện thì hãy cho mình thêm cơ hội để đến với nhau bạn tuổi dần nhé. Về tử vi tuổi giáp dần thuộc thủy tình yêu thắp sáng trái tim tử vi tuổi bính dần thuộc hỏa đừng để mình lỡ mất hạnh phúc tử vi tuổi mậu dần thuộc thổ đào hoa khởi vượng từ vi tuổi Canh dần thuộc Mộc, nhân duyên rực sáng, từ vi tuổi Nhâm dần thuộc Kim, đường tình rộng mở rộng. Về đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 3, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất, tuổi hợi. Từ vi tuổi Mão thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Mão, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung, tí ngọ Mão giàu, cho nên với bạn tuổi mão, bạn đang có cái điểm báo gặp nhiều trở ngại trong cái chuyện tình cảm của mình nhá. Ngày này đối với bạn tuổi mão, đôi bên khó lòng giải quyết được những cái vấn đề gặp phải nếu như cứ giữ cái thái độ bốc đồng như vậy đoạn mâu thuẫn trong gia đình khiến cho bạn mệnh tuổi mão không khỏi mệt mỏi dù bạn đã cố gắng nhưng lực bất tòng tâm bạn mệnh cần phải bình tĩnh lại đừng để cho mình cái sự bức xúc quá nhiều mà dẫn đến những cái chuyện không hay có thể xảy ra đối với bạn tuổi mão nhé và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mão những bạn đang quản độc thân thì dễ mắc phải những cái sai lầm khi cái mối quan hệ vừa mới chớm nở, đây là cái chuyện hoàn toàn mới mẻ với bạn. Có những lúc chưa kiểm soát được cảm xúc của mình, nhưng bạn hãy cố tránh phạm phải sai lầm sau nhiều lần bạn tuổi mão nhé. Về tử vi tuổi Ất Mão thuộc Thủy, tình cảm trắc trở, tử vi tuổi Đinh Mão thuộc Hỏa, mâu thuận gia đình, tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc Thổ, cần hiểu nhau hơn, tử vi tuổi Tân Mão thuộc Mộc, sai lầm trồng chất từ vi tuổi quý mão thuộc kim cảm thấy mệt mỏi đọa về đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 3 số 6 giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi hợi, tuổi mùi. Tử vi tuổi thìn thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thìn trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngộ hành tam hợp, thân tí thìn, cho nên, về cái phương diện tình cảm của bạn tử thìn trong ngày hôm nay, rất chi là tốt đẹp. Cái chuyện tình cảm với bạn càng ngày càng nồng thắm. Với bạn tử thìn, sắp đuốn tin vui rồi. Và bạn tử thìn, bạn được người ấy quan tâm, chăm sóc rất chi là nhiều. Bạn cũng cảm thấy hạnh phúc khi mình may mắn tìm được người thương như vậy. Đúng. Cuộc sống gia đình trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn là một sự êm đềm đáng ngưỡng mộ. Mọi người quan tâm và yêu thương hết lòng, dành thời gian rảnh để chia sẻ và tâm, thử, tâm sự với đối phương nữa bạn tuổi thìn nhé. Trong ngày này đối với bạn tuổi thìn, bạn cũng đang có được cái lộc làm ăn, kinh doanh buôn bán bởi bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm. Cái điều này làm cho bạn mệnh tuổi thìn biết được những cái cơ may sẽ chẳng đến mãi mãi nếu như cứ khi nào có cơ hội là bạn biết nắm bắt lấy nữa rồi đó. Và ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thìn, xuất hành đi xa thì gặp nhiều may mắn, gia đạo có tin vui, đi xa có người giúp đỡ, công việc thuận lợi, tài lộc được thăng tín đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi thìn trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 4, số 8, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi dậu, tuổi thân. Từ vi tuổi tỵ thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi tỵ trong ngày này bạn sẽ phải đưa ra những cái quyết định khá chi là quan trọng trong ngày và tử vi ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn cũng đang gặp ngày có tỷ kim chiếu mệnh cho nên bạn tuổi tỵ khá chi là quyết đoán khi xử lý những cái vấn đề mà mình gặp phải trong công việc nhá trong ngày này đối với bạn tuổi tỵ bạn biết mình cần phải làm gì để đạt được cái mục tiêu như mong muốn có những lúc bạn cũng hơi lo lắng vì sợ thất bại nhưng suy chua cùng làm và không làm cũng không khác gì nhau làm mấy đó bạn tuổi tỷ nhé trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi tỵ bạn lại đang gặp ngày có cục diện thủy hỏa tương xung cái điều này cho thấy về cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt đẹp cho lắm cái chuyện tình cảm vợ chồng xuất hiện những cái vết rạn dạ nứt khó có thể làm lại lành được với nhau một sớm một chiều và bạn tuổi tỵ bạn cần phải bình tĩnh để suy xét mọi chuyện đừng quyết định khi cơn giận đang còn bùng nổ bạn tuổi tỵ nhé từ về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa mau thuận gia đình. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ mục tiêu hướng tới. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc quyết đoán không do dự. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim tình cảm khó thăng hoa. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy đạt được ước nguyện. Trong ngày này đối với bạn tuổi Tỵ cầu tài, khai trương, xuất hành, đầu tư, ký kết hợp đồng cũng có lợi thế hơn người đó bạn tử tỵ nhé. Và bạn tử tỵ nếu như xuất hành đi xa thì bạn đừng quên chọn những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam để tăng thêm cái vận may cho mình nhé. Về tử vi tuổi ất tỵ thuộc hỏa mau thuận gia đình, tử vi tuổi đinh tỵ thuộc thổ, mục tiêu hướng tới, tử vi tuổi kỷ tỵ thuộc mộc, quyết đoán không do dự, từ vi tuổi tân tỵ thuộc kim, tình cảm khó thăng hoa, tử vi tuổi quý tỵ thuộc thủy, đạt được ước nguyện đoạn. Về đánh giá của bạn tuổi tỵ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 2, số 7, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhà phù trợ, tuổi giàu, tuổi xỉu, tuổi thân. Từ vi tuổi ngọ thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ xem tử vi cho chúng ta thấy là trong cái vận trình ngày này đối với bạn tuổi ngọ bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tý ngọ mạo dậu cho nên cái vận trình của bạn tuổi ngọ trong ngày này khá chi là vất vả để tìm cách hóa giải những cái sự mâu thuẫn trong gia đình nhé ngày này đối với bạn tuổi ngọ đang có cái sự bất đồng liêu thang mâu thuẫn càng ngày càng sâu sắc giữa các thành viên trong gia đình nữa đoạn. Và trong ngày này, bạn tuổi ngọa cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này cho thấy với bạn tuổi ngọa cần phải cẩn thận, kéo lệ mắt tiền oan, đừng để cho lòng thương người, khiến cho mình mù quáng. Có tiền nhưng phải biết tiêu đúng nơi đúng chỗ, đừng nghĩ rằng bạn phát cho người khác là cái việc làm tốt bạn tuổi ngọ nhé. Và cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi ngọ sẽ có nhiều chuyện cần dùng đến tiền. Với bạn tuổi ngọ, bạn nên cân nhắc kỹ càng, có kế hoạch về tài chính rõ ràng để tránh việc chi tiêu không cần thiết khiến cho bản thân túng thiếu mà không có tiền để tiêu nữa đoạn. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc kim tiền bạc tổn hao, tử vi tuổi bính ngọ thuộc thủy bất đồng tình cảm, tử vi tuổi mậu ngọ thuộc hỏa mâu thuẫn liêu thang, tử vi tuổi canh ngọ thuộc thổ chớ tin người mù quáng, tử vi tuổi nhâm ngọ thuộc mộc đừng để mình chịu thiệt. Về đánh giá của bạn tuổi ngọ trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 5, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi tuất, tuổi mão, tuổi dần. Từ vi tuổi mùi thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi mùi trong ngày này bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành mùi tí tương hại cho nên về cái phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong ngày hôm nay lại không được như ý muốn tình cảm gia đình không còn được khăng khít như trước đôi bên Bằng mặt nhưng chẳng bằng lòng Cái điều này dễ khiến nảy sinh bất đồng Vì những cái chuyện không đáng cố đối với bạn tuổi mùi nhé có những lúc bạn muốn hòa giải tất cả để tìm lại hạnh phúc cho gia đình nhưng lại bế tắc vì chính cái sự chống đối của người thân nữa được. Và bạn tuổi mùi, bạn mong muốn quay ngược thời gian lại để tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình mà đã quá xa xôi rồi đó bạn tuổi mùi nhá. Trong cái vận trình ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi mùi, bạn cũng đang gặp ngày có thủy khắc với thổ. Cái điều này cho thấy đối với những bạn đang quản độc thân thì để cho những yêu cầu viện tượng của mình khiến cho đối phương cảm thấy sợ hãi mà bỏ chạy rời xa khỏi bạn. Và bạn tuổi mùi, bạn có thể không có tình cảm với người ta, nhưng đừng làm như vậy, hãy để cho mình có cái đường lui nữa bạn tuổi mùi nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, tình cảm nhiều mâu thuẫn, tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, cần giữ hình tượng, tử vi tuổi Kỵ Mùi thuộc Hỏa, bế tắc không có cách xử lý, tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, cần biết cách hóa giải, tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, đừng đòi hội quá nhiều đoạn. Về đánh giá của bạn tử Mùi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 3, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi hợi, tuổi mão, tuổi ngọ. Từ vi tuổi thân thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi thân, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi thân trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có cục diện ngũ hành tam hợp, thân tí thìn, cho nên bạn đang được cái vận quý nhân dẫn đường trị lối, may mắn ùn ùn kéo về nhà. Cái điều này làm cho bạn tuổi thân sẽ tìm thấy được một nửa yêu thương của mình nhanh chóng thôi nhé. Trong ngày thứ bảy này, đối với bạn tuổi thân, cái vận trình của bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cho nên, với bạn tuổi thân, chẳng những đổ tình mà còn đổ cả tiền nữa. Bảo sao mà tử vi trong ngày thứ bảy này. Với bạn tuổi thân, bạn quá sức là may mắn. Bạn hãy trân trọng hạnh phúc mình đang có nửa bạn tuổi thân nhá Cái cơ hội kiếm tiền đến với bạn tuổi thân trong ngày này cần kẻ tầm tay dù là ngày thứ bảy nhưng đừng để cho tài lộc của mình vụt qua một cách hờ hững bạn hãy cố chịu vất vả một chút trong tương lai sẽ được nghỉ ngơi thoải mái với cái túi tiền rụng rỉnh trong cái việc chi tiêu sắm sửa bản tuổi thân nhé ngày này đối với bản tuổi thân cái việc cầu tài lộc khai trương xuất hành đều tốt đi xa gặp được quý nhân công việc được nhiều thuận lợi tài lộc rất chi là tăng tín luôn nhé về tử vi tuổi giáp thân thuộc thủy tiền bạc rụng rỉnh tử vi tuổi bính thân thuộc hỏa tình yêu thắm sắc tử vi tuổi mậu thân thuộc thổ độ bạc độ cả tình tử vi tuổi canh thân thuộc mộc quý nhân giúp sức tử vi tuổi nhâm thân thuộc kim may mắn hơn người đoạn về đánh giá của bản tuổi thân trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 2, số 6, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Từ vi tuổi Dậu thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020 ngày thứ bảy này đối với bạn dậu, tử dậu xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử dậu trong ngày này bạn đang có cái điểm báo cần phải chấn chỉnh lại cái thái độ cư xử của mình trong ngày hôm nay có lẽ chính cái sự bất cần của bạn là cái nguồn cơn dẫn đến những cái sự hiểu lầm và mâu thuẫn từ trước tới giờ đối với bạn tử dậu nhé và bạn tuổi dậu, bạn đừng có nhầm lẫn giữa cá tính và cái sự ngâu nghênh không ai thấy cái sự thoải mái khi nói chuyện với người thiếu tôn trọng mình như vậy. Và ngày này đối với bạn tuổi dậu, bạn cũng đang gặp ngày có cục diện ngộ hành, tí dậu tương phá gây nên, bạn đừng để cho cái nhân duyên đã tới gần lại xa cách mình bạn tự dậu nhé. Và trong ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi Dậu, Cách vận trình của bạn lại đang gặp được ngày có tài chính nhập cục. Nhờ thế mà với bạn tuổi Dậu có thể sống thoải mái nhờ thu nhập từ công việc chính của mình. Bạn mệnh biết được tiền bạc kiếm được chẳng hề dễ dàng gì, cho nên biết cân đối trong cái việc chi tiêu hợp lý nữa rồi nhá. Ngày này với bạn tuổi Dậu, bạn có cơ hội để cải thiện tình hình tài chính của bản thân, số gặp được quý nhân, công việc thuận lợi, cầu tài hay là xuất hành đều tốt bạn tuổi giàu nhé. Vài tử vi tuổi ất dậu thuộc thủy tiền bạc rũng rỉnh, tử vi tuổi đinh dậu thuộc hỏa tình cảm hư hao, tử vi tuổi kỷ dậu thuộc thổ thời gian chia cách, tử vi tuổi tân dậu thuộc mộc cần phải bình tĩnh suy xét, tử vi tuổi quý dậu thuộc kim tài lộc dồi dào đoạn về đánh giá của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 1, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Từ vi tuổi Tuất thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tử tuất á, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tử tuất trong ngày này bạn đang gặp được ngày có thực thần ghé thăm cho nên với bạn tử tuất tiền bạc thoải mái trong cái việc chi tiêu chẳng cần phải lo lắng nhiều về cái vấn đề tài chính bạn mệnh biết được điều này có được chẳng hề dễ dàng gì và bạn trân trọng từng cái cơ hội đến với mình nữa luận và ngày này đối với bạn tử tuất bạn cũng chẳng hề nghỉ ngơi mà vẫn lao đầu vào công việc làm ăn buôn bán bạn mệnh kiếm được tiền như hái nhờ kinh doanh được thuận lợi mức lợi nhuận tăng vọt hơn hẳn so với trước đây đối bạn tử tuất nhá trong ngày này bạn tử tuất lại đang gặp ngày có vận trình thủy thổ xung khắc cái điều này làm cho cái phương diện tình cảm của bạn lại không được tốt cho lắm. Bạn đang có những cái vết rạn nứt trong cái mối quan hệ gia đình. Có thể là do bạn mệnh quá tập trung vào cái chuyện kiếm tiền cho nên thiếu đi cái sự quan tâm đến người thân của mình khiến cho cái mối quan hệ càng ngày càng xấu đi đó bạn tự tuất nhá. Ngày này đối với bạn tự tuất xuất hành thì thuận lợi, có quý nhân phù trợ, mọi việc thông suốt, thi cử, ký kết hợp đồng cũng lợi thế hơn người bạn tuổi Tuất nhá. Và bạn tuổi Tuất nếu như xuất hành đi xa thì bạn đừng quên xuất hành theo những cái hướng tốt như là hỷ thần, hướng Tây Bắc và tài thần, hướng Tây Nam. Hai cái hướng này sẽ mang lại nhiều tài lộc cho bạn. Đoạn. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa gia đình xào xáo, tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ có nhiều vấn đề rối ren từ vi tuổi mậu tuất thuộc mộc kiếm tiền dễ dàng từ vi tuổi canh tuất thuộc kim cơ may về tài lộc tới từ vi tuổi nhâm tuất thuộc thủy được thần tài chia chở đoạn về đánh giá của bạn tuổi tuất trong ngày thứ bảy này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao con số may mắn số 2 số 5 giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ bảy ngày 24 tháng 10 năm 2020. Ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi, xem tử vi cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn tuổi hợi trong ngày này, bạn đang gặp được ngày có Cục diện ngũ hành tương hỏi chống đỡ cho nên với bạn tuổi hợi dù có những mâu thuẫn trong gia đình nhưng dần được hóa giải và bạn tuổi hợi bạn chịu nhịn để cho mọi người có thể vui vẻ với nhau đó bạn tuổi hợi nhá Nhưng trong cái ngày thứ bảy này đối với bạn tuổi hợi bạn lại đang gặp ngày có thiên quan giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi hợi đang có vận tiểu nhân quấy phá, vận luôn điêu bám, khiến cho cái cuộc sống của bạn tuổi hợi bị ảnh hưởng rất chi là nhiều. Và bạn tuổi hợi, bạn mệnh nên tỉnh táo để không bị rất mũi dễ dàng. Cần phải hiểu đâu là thật, đâu là giả bạn tuổi hợi nhé. Tiền bạc của bạn có thể mất đi bằng nhiều cách, nhưng đừng để cho mình bị lừa gạt, kiếm tiền chẳng hề dễ dàng chút nào, vậy mà chẳng được chi tiêu lại bị kẻ khác nặng tay trên thì quả thực là cay đắng với bạn Đoạn Về tử vi tuổi ất hợi thuộc hỏa tiểu nhân quấy phá tử vi tuổi đinh hợi thuộc thổ tình cảm được hàn gắn tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mộc dễ bị lừa gạt tử vi tuổi tân hợi thuộc kim cần đề phòng kẻ tiểu nhân tử vi tuổi quý hợi thuộc thủy giải quyết rắc rối đoạn với đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ bảy này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, quân số may mắn số 4, số 7, giờ tốt từ 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu bạc, quý nhân phù trợ, tuổi tí, tuổi xỉu, tuổi mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip, đừng tích like, comment đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.